Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến với buổi live stream trưa nay. Tôi sẽ đá xếp hạng phim Phạm Đà Bùi. Nhưng anh em cũng đã biết rồi, qua tôi như vậy. Với hôm kia tôi đã chơi với mình rồi. Rồi tôi sẽ chơi Phạm Đà Bùi với nó. Cũng gọi là giả nhé. Trọng tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Kylian Mbappe, Blotin, Steven Gerrard. Qua người rất hay. Tạt đi. Raul. Một bàn thắng rất đẹp của Saul. Oh, đó là một bàn thắng tuyệt vời, Alan. Chúng ta sẽ đứng ngay với phong về trọng. Bàn thắng có sự đóng góp rất lớn từ pha tạt bóng sớm của cầu thủ. Cú đánh đầu rất mạnh và còn hiểm hóc. Anh em đi qua cho mình một tim cảm xúc nha. Tỷ số được mở 1-0. Rất trống trải. Mất bóng. Matip De Ligt. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Và bây giờ là một quả ném biên. Một cú chuyền lỗi. Họ ném biên quá cầu thả. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Kylian Mbappe, Blotin. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Bóng đang ra biên. Alidou Koulibaly. Raúl González. Trent. Cầu mẹ nữa. Trời rắn thế chứ. Đó sẽ là một thẻ vàng cho cầu thủ này. Bạn không thể có bất kỳ khiếu nại nào về tình huống đó. Aaron Wan-Bissaka. Sút chết mẹ mày. Úi giời. Phải đánh đầu hơi thiếu chính xác. Phải đánh đầu phải cả liền ra của De Ligt. Ronaldinho. Nhô cái là Aaron Wan-Bissaka. Nhô mà gặp anh tắt điện. Đúng rồi, Raul. Raul Gonzalez. Tắt bóng đi. Đúng ngựa. Quất. Đi mẹ mày. Yes.
Cảm giác hành đối phương nó khỏe anh em ạ. À, nếu như bạn nào đang xem livestream thì cho một chia sẻ nhé, cho nhiều biểu tượng phẫn nộ vào cũng được. Chúng mày. Rồi, ok. Ricardo Quaresma. Thằng rô béo à? Thủ môn đã bắt rất tốt. Sierra Icon. Vị vị rồi, chắc chắn là đã có vị vị. Và đó là một trong những quyết định dễ dàng nhất đến từ ông trợ lý trọng tài. Là ông Delic. Ồ, rất kỹ thuật, cú tấn bóng đúng điểm. Alexander Golovin. Harry Kane. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Đây là Golovin. Raul. Vieira. Hay là Pêu. Bale là một trong những cầu thủ tương đối hay. Yes. Alexander Golovin. Đây là Raul. Đúng rồi, rất hay. Có cơ hội. Schuller vừa có pha phóng lên. Không được nó. Ronaldinho. Tự mày thế nào? Ai, Ronaldinho. Cơ hội. Bóng đi như một mũi tên mà có thấy thể nguy hiểm cho các khán giả. Phòng ngự nó phải thế. Steven Gerrard. Pha chặt tuyệt vời. Vẫn là phạt góc. Tiếp một đánh cuối cùng. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Raúl González. Và đây là cú sút. Đi này. Và thắng tuyệt đẹp của Mbappe. Một trận hấp diêm đối thủ rồi. Pha nháy luôn. Anh sẽ không bao giờ tin được này có thể hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng ạ. À. Không thể siêu phẩm này. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Siêu phẩm. Với tỷ số 3-0 hiện tại, họ cảm thấy rất thoải mái ngay lúc này. Quá chi là thoải mái luôn. Raúl González. Kylian Mbappe floating. Harry Kane. Rồi, 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Tati. Bêu. Một cơ hội để đánh đầu. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Kylian Mbappe floating. Tình huống lên bóng của Schuller. Ronaldinho. Nhô à? Rất tốt của Koulibaly. Nhô tuổi gì mà qua Koulibaly được? Koulibaly là một trung vệ rất trâu. Raúl González. Kylian Mbappe floating. Tí à, con gà. Con gà này. Đủ anh ta đã bắt được bóng. Thế mà không sút vào được. Đủ mẹ chứ mày. Ở đây mà lấy này. Alidu Koulibaly. Đây là Mbappe. Anh đang rất trâu và trâu bò đấy, những pha biểu diễn skill. Nuột như mẹ anh. Gái 18 nha. Chứ nó biết là có sợ. Ui giời, mẹ trời bạo lực thế. Đúng là mẹ súc vật. Trời như một con súc vật. Chia sẻ anh em ơi. Thấy hay thì chia sẻ hộ ghé. Quaresma. Tụi gì. Một pha xoạc bóng của De Siglio. Raúl.
Đây xong luôn. Yes. Yeah. Anh chào em. À trận xịt còn mẹ nha mày. Anh ấy đã không bỏ lỡ cơ hội. Đó. Rồi, bàn thắng. Thấy chưa? Nó phải ở cái tầm như thế. Đó nó mới chất. Một dấu hiệu quan trọng giúp cho thế trận của đội bóng tốt hơn. Các chú tuổi gì? Ai à. Như vậy là chạy cong đít lên rồi. Xúc cho bốn nháy là coi như là chạy cong đít lên rồi. Gà lắm. Độc cô câu bại rồi. Bọn này đúng là độc cô câu bại rồi. Chúng mày làm ơn thắng hộ tao cả. Thế là thế là đóng luôn. Đấy nó phải ở cái tầm. Thấy chưa? Đóng nó phải thế. Mẹ mày. To siêu phẩm thôi anh em ạ. Nếu mà không đến nữa thì tỷ số là 5-0. Trận đấu mà tôi thề với các ông luôn là toàn siêu phẩm thôi. Chắc có cái mẹ thì khác ngoài siêu phẩm. Nhớ. Đội chủ nhà đã chơi không đúng thực lực của họ. Đội chủ, đội chủ nhà đã chơi quá ngu. Vâng, anh có thể thấy một. Và thêm một bàn nữa là sẽ thành một trận ten văn nít. Và người thực hiện một cú ten nít chắc chắn là De Gea. Đấy, De Gea sẽ phi lên. Tôi sẽ cho De Gea phi lên. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đủ mẹ mày. Thấy chưa? Đủ mẹ như mày. Mày chết với tao. Mày chết với tao. Đấy, đó là siêu phẩm đấy. Đó là gì? Đó là siêu phẩm. Ederson. Không phải De Gea, Ederson. Một fan mừng theo kiểu tạ ơn Chúa. Amen. Một pha cứu lòng rất nhẹ nhàng. Thực sự là một bàn thắng rất đẹp, cảm giác bóng cực kỳ tốt. Hôm nay là đầu tháng này, mùng 1 này. Chúc anh em một tháng mới mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và lộc lá đầy nhà. Ok. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thì tân tới. Ok. Trận đấu một chiều, nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào các bàn thắng. Vậy con gà này đã bị chúng ta vặt. Raúl González. Cho thêm nháy nữa để cho R7 luôn này. Đấy anh R7 là phải 7 phát. Ok. Anh ấy không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần vừa đủ để bóng đi vòng qua thủ môn. Một cú sút rất tốt. Và tôi nghĩ anh ta đã thi đấu với một sự tin rất lớn để thử điều đó và anh ta đã thành công. Bàn thắng như thắp lên hy vọng phải không anh? Chia sẻ đây anh em ơi. Chỉ có một đội bóng thực sự thi đấu ở đó, họ có được kết quả tốt. Bàn có thể xem tỷ số cũng biết. Đây thực sự là một chiến thắng đặc biệt. Khá phê rồi anh ạ.
đấu lại bắt đầu rồi. Trận đấu kịch tính trong chế độ xếp hạng 1-1. Đây là Mbappe vội vàng đi đấu. Đúng rồi. Rất hay. Dropper. Van Bissaka nè. Aaron Bissaka. Aaron Bissaka. Đây là Dropper. Giờ đã. Và đây là chết cụ này. Được. Đây có lẽ là Gago. Một Pogba. Sudi. Được. Mendy. Bóng rất xoáy bay. Đó là Mendy. Phối hợp tốt. Sút bật rất tốt. Ba chạm bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Trong ra xác định đó là một quả phạt góc. Derlick. Vâng, anh ấy đã dứt điểm thất bại. Timoe Bakayoko. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Quá sớm để di chuyển ra phía sau, biết vị. Việc là Mendy. Chuyển đi. Tạo đi. Và đây là cú sút. Rồi. Chấp nhận một thằng cầu dứt điểm của Gerrard. Mbappe lô tin. Và đoán chính xác. Haman đã ôm gọn bóng trong tay. Jose Esporis Tacede. Có thể dứt điểm ngay. Angelio. Đây rồi. Mình xin nha. Anh xin chú. Benzema. Thật tuyệt khi sút. Tuyệt vời. Siêu phẩm đấy. Quả đấy đúng là siêu phẩm. Thực hiện pha cứ làm một ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Chuyền bóng lại. Davi Proper. Benzema. Vieira. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Mbappe lô tin. Ricardo Quaresma. Cần phải tắt ngay. Mất bóng trong vòng cấm. Và trọng tài cho rằng đó là quả phát bóng lên. Matip Delic. Việc là Mendy. Gago. Vieira. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Chạm được vào bóng. Davi Proper. Gago. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó. Harry Kane. Timoe Bakayoko. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai.
Pha có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Thiago, Vieira, hãy cùng xem quyết định của trọng tài. Davi Proper, Harry Kane. Aaron Wan-Bissaka, anh ấy đã làm chủ trận đấu chỉ bằng những đường truyền của mình. Kylian Mbappe, Floatin, rất nhanh. Sudi, bàn thắng cân bằng tỷ số có thể đánh dấu một bước ngoặt thực sự của trận đấu. Anh Quang Tùng à, đó là những gì chúng ta mong đợi. Một đội chiến thế và họ đang chứng tỏ trên bảng tỷ số. Chúng ta không phải lúc nào cũng có được những thứ mà mình mong đợi, nhưng thật sự đội bóng đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là cái tiền đạo của họ. Bình tĩnh, tốc độ tốt, dứt điểm hoàn hảo, một pha đột phá cá nhân không thể chê vào đâu được. Tạt bóng đi. Ghi bàn là mục tiêu hàng đầu của họ, họ đang rất muốn vươn lên dẫn trước. Benzema, Ferland Mendy, Davi Proper, Steven Gerrard. Các tiền vệ cánh đang di chuyển ra cánh đợi bóng. Đó là một cú đánh gót. Sút. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Vieira. Thịt mẹ này. Một lần nữa cơ hội đã trôi qua, không có gì xảy ra cả. Sút vào. Anh ấy chơi rất tốt. Vậy? Có cơ hội, bật rất tốt, một cú sút tầm thấp, đây rồi, phòng ngự rất tốt, bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy, anh ta đã dướn người hết sức có thể, đúng rồi, ra ra, đóng lu đẹp. Cuộc đối đầu đến đoạn cao trào, và chàng thủ môn là người chiến thắng cuối cùng. Một pha bóng tuyệt hay, nhưng nỗ lực tấn công cũng rất đáng ghi nhận. Đủ mẹ này, ở đây mà hút với lại tao. Van Bissaka nó nha mày. Benzema. Đây rồi, Harry Kane. Sút đi. Một quả phạt góc rõ ràng. Sút như đầu buổi. Mất bóng trong vòng cấm. Lắm. Một chân Abi. Cần phải tắt ngay. Bố mày xin. Một cú sau bóng rất mạnh và đá cái đầu bóng. Không còn quá nhiều thời gian. Benzema vẫn hoàn thắng quyết định mà đội bóng đã cố gắng. Rất đẳng cấp. Đấy, đi bóng nó phải ở cái tầm, đúng không? Steven Gerrard. Đã mất công thì bóng phải đi nó ít mẹ ơi. Chán quá em ơi. Bây giờ trận đấu còn lại 4 phút thi đấu. Đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền. Đây là Gago. Davi Proper. Benzema. Ui mẹ skill luôn các anh em. Đúc luôn. Ui giời. Đến đoạn cuối thì vấp của ngã. Thời gian bây giờ sẽ là 2 phút. Đóng đi, đóng đi. Mẹ. Và đây là cú sút. Thế là công an này. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Và như vậy trận đấu căng thẳng này đã kết thúc với tỷ số là 1-1. Kiểm soát vâng, kiểm soát bóng không phải là xem có cái quà gì nó hay hay không nhỉ? 8 triệu.
2.85 triệu. Latit mình khoái dùng cái ông Led Yacin này, này ông này là gọi là nhện điên, thủ môn duy nhất giành quả bóng vàng thế giới đấy. Led Yacin sao biết anh em xem nữa nhỉ, chưa anh em đi ngủ chưa hết rồi, lên xem đi các đồng dâm này, đồng dâm bật lên xem cái đồng dâm này. Romelu Lukaku, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Gary Neville, Rashford, đúng thời điểm. Romelu Lukaku. Đủ. Ô cột dọc, bàn thắng đã rất gần. Lukaku đánh đầu ghê đấy. Vẫn đang còn gà lắm em ạ. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Đi không có cái thằng Manu mà lờ. Bố mày bóp chết như ngoe. Tình huống lấy bóng của Laporte. Ronaldo. Steven Gerrard. Đây rồi, tịt con mẹ nha mày. Bố lao mất dậy của ông à. Tịt mẹ mày. Có cơ hội ngay bây giờ. Đấy, nó phải cái tầm. Oh yeah. Một nụ cười đẹp trai. Đây là một thắng tuyệt đẹp. Anh đã có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. À mấy cái thằng kia bôi này. Mày tụi dề. Điều tấn công rất hay. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Và đây là cú sút. Wow! Và thắng tuyệt đẹp của Rashford. Rashford. Rashford là một trong tài năng trẻ của em MU. Vời đối với các cổ động viên trung lập, trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Gago. Rất tốt. Vâng, đó là một đường truyền thông minh cho đồng đội. Romelu Lukaku. Cù với chả cù. Cù với chả cù cái gì? Casillo. Đây là đúng rồi. Vậy một tình huống không hiểu ý ra ùn của Benzema. Bruno Fernandes. Một thỉa cực gà COC. Gago. Bruno Fernandes. Luis Nani. Đó là pha chạm bóng tốt. Steven Gerrard. Ủa mẹ, có con lợn này. Xoay đi xoay lại.
Alexander Golovin. Đây là De Sciglio. Hay quá. Anh ấy đã cướp được bóng. Rất tốt. Rất tốt. Một pha tạt bóng rất tốt. Trúng cột. Koulibaly vừa có pha phóng lên. Một pha tâng bóng nhưng không đủ cao. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Thiago. Xong luôn. Tăng tốc. Tiếc thật, anh ta đến rất gần. Nhưng thủ môn đã từ chối nó. Đúng vậy, một pha chạy bóng tốt. Pha phóng đĩa từ Minh An. Hơi đáng tiếc. Trọng tài đưa ra quyết định thẻ vàng. Anh ấy Cristiano Ronaldo. Đây là Rashford. Cần phải phá bóng này. Đó là cú đánh đầu thả bóng này đi lên bóng hơi nhẹ và thủ môn đã không gặp cơ hội nào cho tiền. Sergio. Quả thực là anh ta đã làm rất tốt trong tình huống này. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 2 phút. Ronaldo. Xong luôn. Rất nhanh. Steven Vieira. Và thủ môn không được. Có được bóng. Ta đang được chứng kiến hai thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel và Les Iasin. Và chúng ta bắt đầu hiệp 2. Đối đầu nhau trong trận đấu này. Một huyền thoại của MU và một huyền thoại của thế giới. Alexander Golovin. Họ đã chơi rất hay, một pha đấm tuyệt vời của Schmeichel. Peter Schmeichel. Tát rồi. Yes. Anh ấy bật rất cao. Và đó cũng là. Và như vậy là Harry Kane đã ghi bàn rồi. Tình huống đánh đầu quá đẳng cấp của Harry Kane. Pha tạt bóng rất tốt và đã biến thành bàn thắng rồi. Pha phòng ngự đã phán đoán tình huống chưa tốt khi để anh ấy bật lên đánh đầu. Đúng vậy. Đây là Rashford. Rashford là một quân phò của MU. Yes. Lo Sô. Romelu Lukaku. Alexander Golovin. Đây là tiền vệ người Nga Golovin. Đó là một cú đánh điên. Không kịp. Có vẻ một đường truyền của Golovin không nghĩ là Bruno Fernandes vẫn đang tiếp tục đột phá. Có cơ hội ngay. Đủ cái gì mà đánh bại được cái Yasin. Ái chà. Con trâu này. Và đó sẽ là quả phát bóng lên. Luis Nani. Nani. Bruno Fernandes. Có thể giữ được ngay. Nguy hiểm. Pogba. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Ây chà. Phối hợp tốt. Subi. Đó là pha cản bóng thân sâu. Raul nó có 3 sao kỹ thuật rồi, cho nên diện skill hơi nó hơi khó một chút. Rashford chạy nhanh thế nhỉ? Những người hộ vệ của khu vực 16m50 đang chơi rất chắc chắn. Raúl González. Một pha sọc bóng của Lindelof. Lindelof. Bruno Fernandes. Có cơ hội. Không thể thắng được thủ môn. Bóng đã văng ra phía sau. Gà quá. Đấy, thấy chưa? Thấy gà gô chưa? Thấy gà gô của Real chưa? Ồ, rất kỹ thuật, một cú tấn bóng đúng thời điểm.
Mày ép tao à? Bố con lợn này. Mày dám ép tao à? Mày mẹ anh này. Một tình huống đánh đầu đưa bóng lệch cực độc, rất khó khăn. Gago. Đúng rồi, Gago. Tên là tên Gago, xong tên là gà bông luôn đi. Đá phạt nhanh. Chúng ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu. Đúng rồi, đây là Raul. Raul Gonzalez. Về vị rồi. Tình huống cực kỳ funny game của F4. Romelu Lukaku. Một cái game bóng đá mang tính thể thao hài hước rất cao. Đủ sút đâu thì dễ em. Nếu tôi là một cổ động viên chủ nhà, tôi sẽ rất khó chịu. Đúng là như thế. Chẳng ai muốn bỏ tiền ra đổ vào sân động chỉ để xem được bóng con cưng của mình thì đấu bạc nhược như thế. Ronaldo, thời gian bây giờ tới 3 phút. Gago. Gì vậy trời? Romelu Lukaku. Chuyển thực tế vào em yêu ơi. Sút. Một pha phản lưới và đó là khá quá. Càng tồi tệ hơn. Dường như anh ấy đang suy sụp. Thật là tệ. Không thể hiểu nổi cho bản đối thủ này rồi. Anh ấy sẽ cảm thấy rất thất vọng. Trận đấu kết thúc. Đấu tương đối hay. Có cơ hội ngay bây giờ. Đây rồi, bàn thắng. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Và đây là cú sút. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Rashford. Rất tốt, một pha tạt bóng rất tốt. Romelu Lukaku. Trúng cột. Tạt rồi. Harry Kane. Anh ấy bật rất cao và đó cũng là tiền đề cho siêu bóng đầu. Nguy hiểm. Bỏ qua. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Có cơ hội. Không thể thắng được thủ môn. Bóng đã văng ra phía sau khung thành. Sút. Một pha phản lưới và đó là một bàn thua khiến cho tình thế của họ càng tồi tệ hơn. Ta vẫn đang có chuỗi thành tích bất bại. Chưa bại một trận nào. Joshua Kimmich. Cơ hội là đây. Tát rồi.
Benzema. Một pha chuyền Sudi. Thủ môn bắt được bóng một cách dễ dàng. Và đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Thomas Müller việt vị rồi. Rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa khu này đối phương. Một pha tâng bóng nhưng không đủ cao. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Thiago cần phải phá bóng ngay. Đối thủ phòng ngự rất tốt và đã mất quyền kiểm soát bóng. Kingsley Coman. Họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Benjamin Pavard. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Benzema. Harry Kane. Ronaldo. Rất tốt. Thật tuyệt khi sút. Đi mẹ. Thế không được. Đúng rồi. Bất ngờ. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Ba xin nha con. Giành vô quả. Đúng rồi. Đúng rồi. Ba xử lý kỹ. Mẹ mày. Đó là pha thả bóng thân sâu. Dòng ra xác định đó là một quả phạt góc. Đồ. Đây là Paul Pogba. Đây rồi. Đi này. Đủ. Có thể phản công. Phục xong rồi. Ây chà. Đủ mẹ mày. Tụi gì em. Thấy chưa. Phòng ngự những quả nó thuộc cái tầm đẳng cấp như thế. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không sáng luôn. Raul. Cái gì mẹ cái thằng này đánh đầu kìa. Vâng, bố con lợn này. Rồi là một cơ hội phản công rất tốt nhưng họ đã bỏ lỡ nó. Thomas Müller. Cái đầu buổi đánh đầu. Dạy vô quả. Ronaldo. Raúl González. Đây là Harry Kane. Họ đã chơi tuyệt vời. Đây là Kane xinh gái. Đủ. Phán đoán chính xác. Neuer đã ôm bóng trong tay. Kane xinh gái đã có những pha dứt điểm tương đối là nhẹ nhàng, kỳ cảm. Họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Dạy vô quả. Benzema. Benzema. Rất chống trải. Đúng rồi. Raúl. Sáu luôn. Đủ mẹ mày. Thế mà vẫn chưa vào rồi anh em ạ. Không thể tưởng tượng nổi. Cú đánh đầu khá tốt nhưng thủ môn đã làm tốt hơn. Rất tốt, anh ta rất bình tĩnh xử lý tình huống này một cách gọn gàng. 2 phút giờ cho những nỗ lực của hai đội. Matip De Ligt. Pogba. Đúng rồi. Rô kìa. Một pha mua skill rất đẹp của Rô. Nhưng chỉ đến thế thôi. Tôi đang chơi một trận đấu tương đối thăng hoa anh ạ. Đấy, thấy chưa? Ô mẹ. Kỹ thuật. Đây là The Signal. Bóng thể giữ được ngay. Căng bóng vào đi. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Yếu hiểu sao có đấy lại truyền thế được nhỉ? Lợn. Dạch một quả. Xong rồi. Đi mẹ truyền một quả ngô học đấy chịu được. Việt vị đó là quyết định của trọng tài viên. Có vẻ ông ta đã thấy được rất rõ ràng. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Sergio Ramos. Đúng rồi. Casillo. Zach Woodward.
Đây là Harry Kane. Harry Kane. Đi luôn. Ok. Đi mẹ. Đi đéo chịu được. Về vị rồi, tiếng gọi vừa vang lên từ trong tài chính. Đó là một tình huống về vị rất rõ ràng. Tình huống rất hạm lờ ở FIFA 24. Nabi vẫn đang đưa bóng về phía trước. Tình huống ơi. Có thể tạt bóng. Thủ môn có thể đi tới và bắt bóng. Một pha tâng bóng nhưng không đủ cao. Raúl González. Ronaldo. Sao luôn. Ôi xưa. Nếu hiểu sao lại ăn quả tạ ngay quả chân Harry Kane lúc đấy được. Vô lý quá trời. Thì cũng quá vô lý. Nếu có tiền đạo nào mà đứng như thế mà để cho thủ môn vào đớp được. Chỉ có trong FIFA 24. Raúl González. Đây thử xem quả này có ăn được không nào. Nguy hiểm. Đó, đỉnh mẹ nó. Đúng là thật cái thằng FIFA 24 thì nó làm hãm lồn nếu chịu được. Đủ ngựa chúng mày. Ồ, đó là một đường truyền thông minh. Sudi. Có như thế chán cái thằng tiền đạo nào, nó xử lý kiểu vậy. Bố lão mà dậy. Mà đến tao xử lý những có như thế nó còn đẳng cấp. Gọn gàng hơn này. Vô lý quá. Có những tình huống nó phi quy luật. Đưa lịch bóng chạm xa. Kìa. Đó ép nhiều như vậy mà có thể chỉ cần nó đá linh tinh quá là mình chết. Thế nó mới gọi là bên bố láo mất dậy. Đấy mình tấn công toàn những cái tình huống như thế này. Giờ mới nó mới cho mình ăn. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu ở trận đấu thứ hai. Trong một buổi chiều tầm hoa như này chắc không thể nào cản được tôi lên hạng. Nguy hiểm. Và đây sẽ là một quả ném biên. Một pha ném biên rất nhanh. Anh ấy chơi rất tốt. Raúl González. À đủ lửa. Đây rồi. Và va. Kingsley Coman. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Trọng tài báo hiệu chỉ còn 2 phút bù giờ. Đúng rồi. Raúl. Raúl González. Con gà này. Ôi giời. Không sao. Chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Một chiến thắng tương đối là nhẹ nhàng. Dùng Yasin. Và đây có lẽ là Gago. Có vẻ như ở rank này thì thấy có nhiều team MU.
Pha ném mù có vẻ rất đau. Hector Bellerin, Rod, Raul, đây là Patrick Vieira. Cơ hội là đây. Quét. Đồ béo. Sau pha va chạm mạnh. Có thể đá bóng ngay bây giờ. Harry Kane. Ronaldo. Kylian Mbappe, Lotin, Ronaldo. Steven Gerrard. Thiago. Thật gọn gàng. Sophie. Thủ môn bắt được bóng một cách dễ dàng. Mbappe. Mbappe lộ tay. Thế nào đây? Vieira. Vieira làm điếu thì đấu với MU rồi nhỉ? À. Đây logo của MU. Không phải nguyên team MU. Harry Kane. Casillo. Đây là Ronaldo. Ronaldo. Chúng nó thấy rồ chúng nó sợ bằng vào đớp ngay. Không để rồ có đất diện. Thiago. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Vieira. Ronaldo. 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 Anh ta đã phát xuống rất nhanh. Chắc chắn sẽ không phải thắng. Cái gì? Điều vĩ ư? Đã có tiếng còi của trọng tài. Vâng. Ngay khi chúng ta nghĩ mọi thứ đã an bài thì tiếng còi của trọng tài cất lên. Việt vị rồi. Ronaldo. Đây là Paul Pogba. Mbappe. Đối thủ phòng người rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Raul Gonzalez. Hay quá. Ronaldo. Toni Kroos. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Đi mẹ mày. Lô mình chưa kịp ghi bàn đâu, nó đã ghi bàn rồi. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Mbappe. Ronaldo. Đúng rồi. Tati. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Toni Kroos. Raul Gonzalez. Philippe Luis. Sergio Busquets. Casillo. Harry Kane. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã bắt bóng được chân đối thủ. Harry Kane. Đúng rồi. Harry Kane có thể sẽ là một pha bật tường. Ít mẹ mày. Ui. Sút xa. Pha bóng tốt. Sở trường của Harry Kane cũng là sút xa. Đây là Wan-Bi Saka. Chỉ có một bàn được ghi thôi. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Mẹ cái thằng Rô của mình nữa.
phế vật thế nhỉ, chưa gánh tim được. Chua đã ép thêm mà mất tích. Đây rồi, có cơ hội. Đi mẹ hà sút. Ê rồi trần bóng đúng thời điểm. Bố nhìn ác à, thằng lồn này nó cũng trâu thế nhỉ. Và đây là cú sút, một pha cản phá tốt từ thủ môn. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy, không ai ngăn cản. Anh ấy chơi rất tốt. Sergio Busquets, Kylian Mbappe, Lotin. Xong luôn rồi. Và đây là cú sút, bóng đi được thẳng vào tay thủ môn, một cú sút không quá khó. Sút, thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Sao thế nhỉ? Sút quả nào thủ môn nó bắt quả đấy. Ronaldo. Không giờ à? Thì mẹ cái thằng này rất táo bạo, chơi rất tốt, chơi cái bài không giờ. Bỏ qua đẹp trai, đẹp trai thì không đẹp lắm nhưng mà tóc đẹp. Aaron Bisaka. Đây rồi, Cristiano Ronaldo. Ui, bóng đá nằm gọn trong tay anh ta. Thằng Rodian, thằng Ro 7 này chưa làm ăn được gì trong trận này. Anh biết đấy, đây là một tập thể một người chứ không phải là nơi. Rất nhanh. Hello, Valery. Cơ hội, một cơ hội để đánh đầu. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Vị vị rồi, chắc chắn là đã có vị vị. Và đó là một trận quyết định dễ dàng nhất đến từ ông trợ lý trọng tài. Tôi biết em Hoàng Tùng, đây là một trong trọng tài yêu thích của anh. Ông ấy đã làm tốt đúng không? Ông ta đã rút thẻ và xử lý để cho trận đấu được tiếp tục sớm nhất. Vâng, chính xác. Bạn phải tạo ra lợi thế cho đội bóng đang tấn công. Ông ta đã làm điều đó, nhưng trọng tài cũng đã rút thẻ vàng với cầu thủ phạm lỗi. Raúl González. Bây giờ trận đấu còn lại 4 phút thi đấu. Đây chính là sức mạnh của sân nhà. Đội chủ sân đang rất thích khách, gây áp lực đối thủ khi mà họ được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Chính xác là như vậy, họ đang tiến đến rất gần với chiến thắng. Mẹ sút còn đéo sút được luôn cơ. Không dứt. Thằng này nó phòng ngự chặt phết hay chưa đùa. Trọng tài báo hiệu chỉ còn 2 phút bây giờ. Đó. Nguy hiểm. Trận này bị handicap rồi. Tuyệt vời. Buồn thắng vô vừa mắt. Nó sút linh tinh nó cũng ăn mình. Đó là một cú đua phá tấn công tuyệt vời. Tấn công bài bản, sút bao nhiêu không ăn được. Tốc từ phía sau. Handicap. Phản công. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Trận này mình bị thằng AI nó đè rồi. Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu với kết quả là 2-0. Cái bọn làm game FIFA này 4 này nó có những cái nó tác động hơi vớ vẩn. Thằng nào chơi hay thì phải cho đối thắng nhé. Tám sáu rồi, thừa một lượt.
4 6 trận. Hai thắng hai hòa. Các bạn. Có lẽ chúng ta sẽ đối đầu với một team thuộc về Barcelona. Vẫn đang đưa bóng về phía trước. Kylian Mbappe lô tin. Aaron Wan-Bissaka. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Phối hợp rất tốt. Frankie de Jong. Pha sọc bóng bởi De Ligt. Ronaldo. Raul à? Đúng rồi, Raul. Sút đi. Đó là pha chặn bóng tốt. Raul khá thật. Sút như đồng buổi. Messi. Địt mẹ như mày. Cần phải rút láo của bố à. Cần phải bình tĩnh lại. Không ai muốn trận đấu tuyệt vời này bị phá hủy bởi những chiếc thẻ phạt thế này. Bình tĩnh con cạc. Steven Gerrard. Raul Gonzalez. Matip De Ligt. Đúng rồi. Đây là Harry Kane. Tịt mẹ. Thật tuyệt khi sút. Bắt rất tốt. Sút ngu vãi lồn rồi. À đây. Đồ Mbappe. Đủ mẹ. Thằng em bước lại. Tịt mẹ hàng này. Đúng rồi. Đây là ông nào đây? Ronaldo. Thì mẹ bố mày diễn với nhau mày luôn này. Thế mà không được. Bóng rất nhanh. N'Golo Kanté. Thiago. Steven Gerrard. Ít mẹ mày. Úi giời ơi. Nó ở cái tầm. Thấy chưa? Họ đang có bản trình diễn rất tốt. Sút nó phải như thế. Đường đang thực sự tạo cho mình. Bàn thắng siêu phẩm luôn. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Và thế đéo là cái thằng thủ môn của nó kìa. Nỗ lực phi thường của anh ta rất đáng khen. Bóng bay nơi mà ông lao hướng. Suốt cả một trận đấu không có bàn thắng. Hiện tại chúng ta đã có nó. Một bàn thắng phá vỡ thế trận. Gira. À chà, sáng một cái Gira của anh. Ronaldo. Marcelo. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khi giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Đấy Gerard. Rồi, mình xin Raul. Tăng tốc. Sút. À, anh ấy đã sút trượt mục tiêu. Cái gì nó kêu vậy trời? Máy móc. Ronaldo. Aaron Wan-Bissaka. Đấy, Wan-Bissaka. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Sẽ có đá phạt. Bóng rất nhanh. Christian Günther.
Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Thấy chưa? Pha chuyền thật gọn gàng. Xong luôn nào. Harry Kane. Yes. Bàn thắng đã được ghi, thủ môn không thể cản phá pha bóng đó. Ô, đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Pha bật bật đúng chất của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm từ cầu thủ Việt Nam. Một cầu thủ có cái tên cũng rất Việt Nam. Hà Duy Kiên. Hà Duy Kiên đã ghi bàn rồi. Tình huống lấy bóng của Sergio Ramos. Đây là Hà Duy Kiên. Vieira. Xong luôn. Má dứt điểm không tốt. Hiệp 1 đã ghi tỷ số. Trọng tài đã thổi còi và chúng ta bắt đầu hiệp 2. Marcelo. Bruno. Angolo Kanté. Ồ, đó là một đường chuyền thông minh. Anh ta đã bắt được bóng. Một pha bắt bóng xuất sắc và đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm được như thế. Thôi xong rồi. Chắc chắn được có penalty. Trọng tài đã chỉ tay vào chân rền và một cầu thủ đã phải rời khỏi sân bởi một chiếc thẻ đỏ. Vâng, pha va chạm mạnh của hai bên có vẻ như họ sẽ phải đón nhận một bàn thua sau pha bóng này. Thật liều lĩnh phải không? Ôi, xóa bóng nguyền quá. Anh ta xứng đáng lấy thẻ trong trường đó. Tuyệt đối, bàn thắng tuyệt vời, rất tốt. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Sergio Ramos, Thiago. Yêu hiểu sao gọi đây ông Van Ter cũng lại phạm lỗi được. Harry Kane. Có thể phạt bóng ngay bây giờ. Và ngăn chặn tuyệt vời. Matip De Ligt. Thiago. Aaron Bisaka. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Với cái việc mất người là chúng ta phải giữ cái thế trận nó thấp xuống một tí, không thể căng lên tấn công được. Không được. Thiago. Aaron Bisaka. Ừ. Rất tốt. Bruno. Trận đấu sẽ tiếp tục từ tình huống đá phạt này. Matip De Ligt. Vieira. Jack Woodward. Bruno. Thiago. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng.
Thật tuyệt khi sút. Đỉnh mẹ. Anh ấy đã có một pha sút bóng không tốt. Nếu anh ta tung cú đá bằng chân thuận thì có thể nói chuyện đã khác lắm rồi. Đúng là như vậy. Một cú sút ở chân không thuận thường rất tệ. Messi. Raúl González. Người đang giữ bóng là Kanté. Điều tấn công rất hay. Một cú xoa bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Ronaldo. Đến gần tới phút 90 của trận đấu, 9 phút còn lại. Raúl González. Thật ra là trận này đá hơi ngu đấy. Rất có thể đội bóng sân nhà sẽ giữ lại trọn vẹn chiến thắng trong trận này. Chính xác là như vậy, họ đã tận dụng triệt để được lợi thế sân nhà để tạo ra lợi thế tuyệt đối cho đối thủ. Có thể tạt bóng. Nguy hiểm. Và đó là một quả đánh đầu. Harry Kane. Thấy chưa? Mọi người đẹp chưa? Vâng, rất liều lĩnh và mạo hiểm. Nhưng nhờ vậy anh ta cuối cùng đã có được bóng. Cầu thủ này đã sử dụng đầu và cơ thể để cản phá bóng và anh ta đã làm được. Thắng rồi. Trận này bắt chết Messi luôn. Và đây là cú sút. Siêu phẩm Harry Kane. Rất tốt. Bàn thắng này sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Họ đang có bàn trình diễn rất tốt. Đã có một bàn thắng dẫn trước. Đội bóng đang thực sự tạo cho mình cơ hội chiến thắng trong trận này. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Harry Kane. Bàn thắng đã được ghi. Thủ môn không thể cản phá pha bóng đó. Ồ, đó là một bàn thắng tuyệt vời, Alan. Đây rồi. Thật khốc đấy. Một pha phát bóng xuất sắc và đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm được như thế. Trọng tài đã chỉ tay vào chất rền và một cầu thủ đã phải rơi. Cú đá penalty thành công. Căn tơ lưng ấy được mà 6 được mà. Ok. Trận này chúng ta gặp Capru. Logo là Capru nhưng mà
có lẽ không hẳn là ở cấp luôn. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Trận đấu bắt đầu. Pogba. Raúl González. Alexander Golovin. Harry Kane. À, Harry Kane. Đóng đi. Tịt mẹ mày. Trời ơi, lại siêu phẩm. Có vẻ như ông này thích lập siêu phẩm. Quả thắng vượt xa giới hạn của mọi ngôn từ. Harry Kane luôn là như vậy. Anh ấy là một siêu sao luôn với cách tỏa sáng đúng lúc. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Chắc như được cân. Cái gì vậy? Lợn. Có cơ hội. Bao. Sự thế tập trung đã bắt họ phải trả giá đắt. Đây đã là những phút cuối rồi. Họ sẽ không có nhiều thời gian để sửa sai. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng ạ. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Pogba. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Sergio Ramos. Gustavo Díaz. Có cơ hội ngay bây giờ. Tuyệt vời. Mất bóng trong vòng cấm. Đối phương đã lấy được bóng, anh ấy có thể sút. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Thằng này nó thích như diễn quá đấy nhỉ. Con lợn này. Hay đấy. Pogba. Kylian Mbappe Clotin. Christian Günther. Harry Kane. Và anh ấy đã truyền lại cho đội của mình. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Không ai ngăn cản. Gustavo Díaz. Neymar. Ronaldo. Khá lắm. Matic De Ligt. Pogba. Raúl González. Raúl González. Gì vậy? Thế nào nó vừa chơi quá buồn cười đấy nhỉ. Nguy hiểm. Phòng ngự hay. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Pogba. Raúl González. Đường truyền quá. Xong luôn. Đi mẹ. Đi thẳng vào tay thủ môn, cú sút không quá khó. Thằng Raúl này nó đánh đầu tệ quá. Tôi rất thích thú khi nhìn thấy kỹ thuật này. Cầu thủ này xử lý bóng rất tốt. Alexander Golovin. Kylian Mbappe Clotin. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Ôi cần kỹ thuật nhiều. Bố mày cứ đụng là bố mày đóng luôn thì nó nhanh. 2 phút bù giờ cho những nỗ lực của hai đội. Hậu vệ đã có pha cản phá rất tốt. Alexander Golovin. Cả hai đội đã chơi khá. Hiệp 2 bắt đầu.
Ha ha, tuyệt vời quá. Steven Gerrard. Kylian Mbappe, Lutin, Gustavo Dias, Pogba. Phối hợp tốt. Thật tuyệt khi sút. Đó là một pha cứu thua ngoạn mục, bóng rất xoáy và anh ta đã bắt được nó. Trận đấu sẽ tiếp tục từ tình huống đá phạt này. Vâng, một pha chùi bóng nguy hiểm. Ôi, xoa bóng nguy hiểm quá. Anh ta xứng đáng thay thẻ cho đường đó. Henrique Tavares. Có cơ hội ngay bây giờ. Và ngăn vào rồi, tỷ số trận đấu đã được mở. Ở đây mà không việt vị à? Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Thủ môn đang thang tiền với các hậu vệ. Anh ta nghĩ các hậu vệ nên áp sát nhanh hơn trong trường đó. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Vieira. Sút. Ô, mẹ, thằng này nó đã có thể là bàn thắng sát bằng cách biệt. Ra quả chân tệ thế nhỉ. Henrique Tavares. Neymar. Có ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Kylian Mbappe, Lutin. Sóng gió đã nổi lên. Cần phải cướp bóng ngay. Chuyền bóng lại. Đây mà. Vâng, đó là một trong kỹ thuật xử bóng rất đáng xem. Ha ha, pha đi bóng rất hay. Những pha bàn mật khá đẹp mắt. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Anh ấy đã cướp được bóng. Ronaldinho. Cơ hội. Phòng ngự hay. Và đó sẽ là quả phát bóng lên. Quả đánh đầu truyền cho đồng đội. Pogba. Steven Gerrard. Raúl González. Và đây là cú sút. Không được. Đã dướn người hết sức có thể. Sút thế mà không ăn. Được bóng đi hơi yếu. Đếm ngược tới phút 90 của trận đấu, 9 phút còn lại. Tati. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Gì đấy? Nhìn lại closer cái gì vậy? Alexander Golovin. Raúl González. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 2 phút. Pogba. Việc làm Mendy. Vẫn còn một cùi nữa.
trận này. Pogba bật tường. Benzema. Christian Günther. Vieira. Vieira. Alexandre Golovin. Tình huống ngay. Raúl González. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Đây là khoảng cách giữa siêu sao và một cầu thủ giỏi. Đúng là như vậy, một siêu sao sẽ không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này được. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Alexandre Golovin. Steven Gerrard. Rất tốt, một pha tạt bóng rất tốt. Raúl không được, vẫn không có bàn thắng. Một pha không chiến thành công, nhưng tình huống đánh đầu thì lại đưa bóng đi hơi cao so với khung thành. Quang Hải. Quang Toàn. Và ngăn chặn tuyệt vời. Tình huống phạt góc luôn rất khó lường. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Benzema. Anh ấy đã cướp được bóng. Quang Hải. Alexandre Golovin. Benzema. Vieira. Pogba. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Thịt mẹ mày, xong luôn. Vì gọi là cấp thế. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn bay thẳng đến góc xa khung thành. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Chuyền bóng lại thành công. Raúl González. Alexandre Golovin. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Bóng vào. Alexandre Golovin. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Và đây là cú sút. Công Phượng. Tiến lên đi. Làm gì đây? Tầng bóng hơi thấp. Vieira. Alexandre Golovin. Matip De Ligt. Quang Hải. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời.
Alexander Golovin. Trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ. Sudi, thủ môn đã bắt rất tốt. Trọng Văn Lâm. Team Việt Nam hay sao? Chỉ có một bàn được ghi trong trận. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Rất chống trải. Nguy hiểm. Thủ môn đã đưa bóng văng ra, trận đấu vẫn tiếp tục. Kylian Mbappe, Blotin. Alexander Golovin. Anh ấy chơi rất tốt. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Linh tính của người cho biết có thể sẽ hoàn thắng lúc này. Các trung vệ vẫn chưa kịp lui về. Cơ hội thành công. Đã cơ hội hỗ trợ bóng vàng. Matip De Ligt. Alexander Golovin. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Pogba. Thủ môn đã bắt được bóng. Pha bóng tốt. Phần làm bắt tốt phết nhỉ. Công Phượng. Một cú sau bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Raúl González. Bật tường. Alexander Golovin. Đến lúc cần cản đội sẽ đấu lại. Thật gọn gàng. Bao. Xong luôn. Christian Gunter. Cầu thủ này là một hậu vệ thường xuyên làm. Anh ấy đã thực hiện được. Vâng, đây là hậu vệ. Người luôn muốn làm điều đó. Tốt lắm. Tôi không chắc là anh ta có ý gì đúng không. Nhưng ai quan tâm gì, anh ta đã đưa bóng lên góc lưới. Đây rồi, bàn thắng. Thôi không sao. Cơ hội sẽ bằng tỷ số, chỉ còn bàn thắng nữa thôi. Cho đội bạn một bàn thắng. Danh dự. Thay đổi thái độ vào cuối trận. Trận đấu đã thêm phần hấp dẫn.
mọi thứ đã quá trễ, bàn thắng đó chỉ là những dự định thôi. Thì sao rồi? Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Anh ấy không chuyền hỏng bất kỳ đường chuyền nào. Và như vậy trận đấu căng thẳng này đã kết thúc với tỷ số là 2-1. Chỉ cần một trận thắng nữa là chúng ta sẽ lên hạng luôn. Và đó là một vết xứng đáng cho bóng. Không có quá nhiều chênh lệch giữa hai bên, nhưng tôi nghĩ chiến thắng hôm nay là xứng đáng. Và ngăn chặn tuyệt vời. Tình huống phạt góc luôn rất khó lường. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Vào. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Và đây là cú sút. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Pogba. Thủ môn đã bắt được bóng. Pha bóng tốt. Vào. Sút. Đó là pha chạm bóng tốt. Đây rồi, bàn thắng. Cơ hội sẽ bằng tỷ số, chỉ còn bàn thắng nữa thôi. Bàn thắng đã được ghi, nó khiến đám đông trong sân vận động này thay đổi thái độ vào cuối trận. Trận đấu đã thêm phần hấp dẫn. Ok, sau 5 phút nghỉ giải lao tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với anh em trong hành trình lên gian xếp hạng ngày hôm nay. Xem có quà gì còn ngon không? Mấy quà free này chẳng có quà nào ngon.
Thiago. Steven Gerrard. Raúl González. Thiago. Không được rồi. Toni Kroos. Kaká. Kaká lừa hát à? Kaká. Các bóng vào đi. Wow, bàn thắng tuyệt vời này sẽ mở ra một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu. Kaká Ryan Hero thi đấu hay phết đấy. Đây rồi, sau cái dầm xe cho chúng ta thấy được rõ bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm từ cầu thủ kiến tạo. Hãy xem lại bàn thắng này. Một pha dứt điểm rất tốt từ cầu thủ tiền đạo. Kira. Raúl González. Sút. Cản bóng tốt. Kaká. Không ai ngăn cản. Cristiano Ronaldo. Một tình huống cản phá xuất sắc của De Gea. Vieira. Harry Kane. Tạt bóng đi. Thiago. Davi Proper. Raúl González. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Họ chuyền bóng như thế, không cần nhìn vậy. Cần phải tạt ngay. Và đó là pha cản phá của vệ trước khi quả tạt được diễn. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Tuss. Mất bóng. Đá phạt. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khi giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Thiago. Ronaldo. Rất nhiều đường chuyền. Có cơ hội ngay bây giờ. Xong luôn. Bàn thắng tuyệt đẹp của Harry Kane. Tuyệt vời. Cú bàn thắng cho thấy nét đẹp của nó hiện tại. Những pha hợp nhanh và đẹp mắt. Thấy chưa? Đấy, họ chơi bóng như thể đang đá tập vậy. Rất nhịp nhàng. Rất đẳng cấp. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-0. Rất tốt. Đây là Vinicius Junior. Và trọng tài cho rằng đó là quả phát bóng lên. Harry Kane. Raúl González. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Thiago. Harry Kane. Rất khó ngăn cản đối. Yes. Phải rất khó chịu vào góc dưới khung thành, một bàn thắng hoàn hảo. It's free. Thời gian tuyệt vời để ghi bàn, đúng lúc tiếng còi hiệp một vang lên. Điều đó sẽ làm đối thủ cảm thấy thất vọng và mất đi hy vọng trong suốt hiệp một vừa rồi. Ôi, anh có hiểu được không? Quấy đầu đấy lại không thua kém gì một chút cả. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Chris, quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Đánh đầu uy lực, chọn vị trí tốt, bàn thắng rất đẹp. Anh ta liên tục di chuyển trong vòng cấm để thoát khỏi siêu ám của hậu vệ và bất ngờ tung ra cú đầu hiểm hóc.
đội bạn có vẻ là fan của thằng cánh đánh đầu hay sao ấy. Tình huống hay. Sút. Họ đang thi đấu rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng và vươn lên dẫn trước. Anh ta đã chuyền được bóng cho đồng đội của mình. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Thiago. Ronaldo. Vieira. Tiến lên đi. Và xong luôn. Như vậy là họ đã vươn lên dẫn trước. Đó là một pha cứu lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Có rất nhiều bàn thắng trong ngày hôm nay. 3-2. Bằng cách ăn mừng bún tim rất chất lượng. Cơ hội là đây. Davi Proper. Anh ấy đã cướp được bóng. Thật gọn gàng. Sút. Tuyệt vời. Gì vậy? Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Thiago. Ronaldo. Đi này. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Đây là điều tôi muốn xem nhất. Một pha giật gót. Thiago. Và Việt Vị trận đấu dừng lại sau khi trọng tài thổi còi và bất cờ. Lại chơi cái bài chốt chết này. Toàn cánh đánh đầu bị con mẹ này. Có thể tạt bóng. Được tấn công. Ronaldo. Ronaldo. Đường chuyền xuất sắc. Ồ, thật dễ dàng khi thủ môn. Gì đây? Họ chơi bóng như thế không cần như vậy. Và đây là cú sút. Ba chạm bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Đó sẽ là một quả phạt góc. Xong luôn. Thấy chưa? Rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho anh đây mới là sư tổ của những thằng tạt cánh đánh đầu này. Chú tuổi gì? Nếu bạn không đến được nữa thì tỷ số là 4-2. Rất kỹ thuật của cú tân bóng đúng thời điểm. Xong luôn này. Và đó sẽ là quả phát bóng lên. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Penalty luôn. Công việc của mình. Penalty. Để đó luôn. Thấy chưa? Trọng tài đã chỉ tay vào cho phát đền và một cầu thủ đã phải rơi vào sân bởi một chiếc thẻ đỏ. Tôi sẽ cho được kia. Và chạm mạnh của hai bên. Có vẻ như họ sẽ phải đón nhận một bàn thua sau phút này. Nhẹ nhàng thôi. Rất căng thẳng, nhưng giờ bàn thắng cũng đã được ghi từ chấm phạt đền. Một lần mừng Đức Chất Hippo. Rất tốt với áp lực như vậy. Có lẽ đây là một trận thăng hạng rất dễ của tôi. Quá đơn giản luôn. Ngỡ như là sẽ khó khăn, nhưng thực ra nó lại quá đơn giản. Đội bạn có vẻ đã chấp nhận rồi. Chấp nhận là họ đã thua rồi. Và đây là cú sút. Bồn đã dướng người hết sức và đã cản được. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Đây rồi. Thủ môn đã kịp thời khép góc.
Yes. Đến hạng rồi. Ta sẽ cùng xem lại highlight của trận đấu này. Trận đấu thăng hạng rất đơn giản và nhẹ nhàng. Tưởng chừng như nó là một trận đấu khó khăn nhưng thật sự nó là một trận đấu quá là nhẹ nhàng với chúng ta. Chiến thắng cách biệt. Các bóng vào đi. Wow, bàn thắng tuyệt vời này sẽ mở ra một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Bàn thắng của Kaka. Có cơ hội ngay bây giờ. Ryan Hero. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Harry Kane. Sau đó là Harry Kane gỡ hòa cho chúng ta. Nguy hiểm. Steven Gerrard. Đánh đầu của Gerrard để nâng tỷ số lên 2-1. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Cristiano Ronaldo. Đây là tình huống Ronaldo của đội bạn cân bằng tỷ số 2-2. Pha thường rất hay của chúng ta. Saul đã nâng tỷ số lên 3-2. Đó là một pha ăn mừng thả tim. Pha đánh đầu của Harry Kane. Và đó cũng là tiền đề cho sự mở bằng đầu. Harry Kane khả năng đánh đầu rất tốt. Đây là pha chốt hạ của De Gea. Thì sút bèn rất tốt của thủ môn người Tây Ban Nha. Đó là một pha sút penalty rất tốt với áp lực như vậy. Rất tốt. Và đây là cú sút. Thủ môn đã dướng người hết sức và đã cản được. Hãy cùng theo dõi cú này. Thấy chưa? Lên thế giới luôn. Ok. Chào anh em nhé. Ta sẽ kết thúc buổi live stream trưa nay. Chúng ta đạt được cái mục đích đó là lên hạng rồi. Ok nhé. Chào anh em.